xong mỗi người á. Vâng, chỉ xong dễ thôi. Cái này cứ để như nào không cần phải buộc ở chân nào. Ừ đấy, thế thôi. Tí chân nó co quẳng mà. Cái này cái che lon nó võng quá. Ờ chúng tôi đã thịt xong ếch và bây giờ quá trình đi lướng ếch các bác ạ. Các bác gà quay cũng chuẩn bị bén bén rồi. Thịt thì bắt đầu thịt nó bắt đầu là ấy rồi đó. Trên năm cũ năm xa là phải đến tay bác. Thịt bắt đầu vàng ươm rồi. Hơi vàng rồi ha. Ông ơi hơi non đấy. Còn gà thì bắt đầu khô thôi chứ chưa gì. Thì ếch chúng tôi bắt đầu mới cho vào luôn. Nóng thế nhỉ. Toát mồ hôi. Cái này chuẩn bị anh em uống rượu dần được rồi. Đây là cách chế biến hoang dã của chúng tôi. Đang chế biến cái nước chấm các bác ạ. Đây. À, chấm nước mắm cho tí đây. Đấy, đây là muối mì ớt. Để chấm xoài. Chị bé vào bây giờ. Chúng tôi mang đầy đủ hết các món. Cũng có mì chính rồi mà. Và bây giờ thì các bác đang nhìn thấy là thịt cũng chín rồi, coi như ăn được rồi. Vàng à? Vàng lắm rồi. Đây, phóng lớn lên nhìn thấy này. Gan thì bảo gan rừng chứ. Ui, vàng óng, ui rồi. Ngon tuyệt vời không mặt trời luôn. Còn con gà này thì hơi cháy chút xíu nhưng mà vẫn chưa chín đâu. Ếch... đây, ếch thì chúng tôi qua bên này nhìn thấy gần liền. Ếch đây, các bạn. Tập trung sang bên này thôi, không nhìn nước nữa đâu. Ấy, đây. À. Đi vào trong kia mới mút đi. Khi nào con thử. Quá trình này. Quay gà vàng đã chín các bạn ạ, vàng ươm rất là ngon. Còn bây giờ tôi sẽ lấy ra ngoài này, hào cái thịt này ra, từ đâu ông lấy ếch lên. Và đây là ếch, ếch nướng các bạn ạ, rất là vàng, rất là thơm đặc sản. Và đây là thịt heo vàng rất là ngon, rất là vàng. Có phải chụp không? Không, không. Chụp chứ, anh chỉ chụp cho nó một kiểu. Giờ là quá trình thành phẩm anh em chúng tôi bắt đầu ăn uống thôi các bác. Bé bé thôi, lấy mà cho để nước mắm chưa Thắng ơi? Để nước mắm này rồi à, có đấy nhưng mà ít lắm, phải cho sang bên kia nữa cơ. Ôi đổ kìa, chịu ông nhiều lắm. Đây cái hộp này gần hết rồi, nó hết mà. Đi em mời. Hôm qua làm ấy quá, làm những đồ rượu như là đi uống bia với nó thức khuya nó mệt. Thịt quá, nướng giòn tan. Ăn cái ấy không, đưa cái cái thôi. Chị em mà thịt tên, bạn Thắng. Chết không dám ăn. Hai người nhau, nói chung cũng 2 năm ấy nhỉ. Hơi hơn 2 năm nhỉ. Nhiều khi nó chửi em dở hơi, em chửi nó dở hơi. Cùng phòng với nhau mà. Ờ, cùng với nhau được. Hay lắm. Hai thằng Hà Nội cùng với nhau hả? Không cả mẫu khôn thì cũng bảo được. Với hai thế đôi thằng nhỉ. Trêu nữa. Có là... Lại bỏ chút đưa tiền đứt vô không?